Xin chào tất cả các con. Ở chủ đề trước, cô và các con đã cùng tìm hiểu cách giải các phương trình quy về phương trình bậc 2 một ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề mới, đó là chủ đề định lý VS và ứng dụng. Ở chủ đề 16 này, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về tổng và tích của hai nghiệm, cũng như vận dụng tổng và tích của hai nghiệm để giải các bài toán liên quan. Đầu tiên, muốn áp dụng được định lý VS thì chúng ta cần phải ôn lại kiến thức ở các chủ đề trước. Muốn phương trình có hai nghiệm x1, x2 để áp dụng định lý VS thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm đã. Các con chú ý, cô xét phương trình là AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Cô đặt phương trình này là phương trình 1. Vậy thì phương trình 1 của cô sẽ có hai nghiệm khi và chỉ khi là A khác 0 và delta lớn hơn hoặc bằng 0, hoặc là delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó, cô tính được nghiệm x1 là trừ b cộng căn delta trên 2a và nghiệm x2 là trừ b trừ căn delta trên 2a. Trong trường hợp mà delta xảy ra dấu bằng thì căn delta bằng 0. Như vậy, trong trường hợp phương trình có hai nghiệm thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được tổng của hai nghiệm là x1 cộng với x2 và tích của hai nghiệm là x1 nhân x2. Mối quan hệ giữa tổng của hai nghiệm và tích của hai nghiệm thì đã được nhà toán học mang tên là VS tìm ra. Và ngoài việc là tính được tổng và tích của hai nghiệm này thì chúng ta còn áp dụng được tổng và tích này để giải các bài toán liên quan. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối quan hệ này và các ứng dụng của định lý VS. Chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên, kiến thức cần nhớ. Đầu tiên là kiến thức về định lý VS. Trong trường hợp A khác 0 và delta lớn hơn hoặc bằng 0 thì phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 sẽ có hai nghiệm. Cô gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình này. Thì theo định lý VS, tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Tích hai nghiệm là x1 nhân x2 sẽ bằng c trên a. Và chúng ta thống nhất ký hiệu tổng hai nghiệm là S. S bằng x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Ta ký hiệu tích của hai nghiệm là P. P bằng x1 nhân x2 bằng c trên a. Chúng ta cùng xét ví dụ. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm của phương trình nếu có. Câu A, 4x bình phương cộng 2x trừ 5 bằng 0. Câu B, 9x bình phương trừ 12x cộng 4 bằng 0. Chúng ta cùng trình bày bài giải này như sau. Câu A, xét phương trình 4x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Đầu tiên, chúng ta phải xét xem phương trình này có nghiệm hay không đã. Cô tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. B phẩy là bằng 1 bình phương trừ đi A là 4 nhân với C là âm 5. Và kết quả là bằng 21 lớn hơn 0. Như vậy, phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt. Khi phương trình có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta được phép áp dụng định lý VS. Theo định lý VS ta có tổng S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. B ở đây là 2. Như vậy trừ B là trừ 2 phần 4 và rút gọn bằng trừ 1 phần 2. P là x1 nhân x2 bằng C trên A. C ở đây là âm 5 và A là 4. Vậy x1 nhân x2 bằng âm 5 phần 4. Chúng ta cùng nhau xét ví dụ B. Cho phương trình là 9x bình phương trừ 12x cộng 4 bằng 0. Ở đây chúng ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng âm 6 tất cả bình trừ A là 9 nhân C là 4 và kết quả là 36 trừ đi 36 bằng 0. Như vậy thì phương trình ở đây luôn có nghiệm kép. Ở trong trường hợp này thì chúng ta vẫn được phép áp dụng định lý VS. Và theo định lý VS ta có S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. A trừ B là 10, âm 12. B là âm 12, như vậy trừ B là 12 trên A là 9 và rút gọn còn 4 phần 3. P bằng x1 nhân x2
bằng C trên A. C là 4 và A là 9. Như vậy, x1 nhân x2 bằng 4 phần 9. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ứng dụng của định lý VS. Ứng dụng đầu tiên là ứng dụng nhẩm nghiệm. Xét phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0. Cục ký hiệu đây là phương trình 1. Trong trường hợp phương trình này có các điều kiện đặc biệt của hệ số, nếu A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình của cô chắc chắn có một nghiệm x bằng 1 và nghiệm còn lại là x bằng C trên A. Chúng ta lưu ý, nếu A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình 1 có một nghiệm là x bằng 1 và nghiệm còn lại là C trên A. Trường hợp thứ hai, nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình 1 chắc chắn có một nghiệm là x bằng âm 1 và nghiệm còn lại bằng trừ C trên A. Chúng ta lưu ý, nếu A trừ B cộng C bằng 0 thì 1 có hai nghiệm là x1 bằng âm 1 và x2 bằng trừ C trên A. Thì để chứng minh điều này thì chúng ta dễ dàng áp dụng định lý VS để có thể suy ra được. Chúng ta cùng nhau xét ví dụ tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau. Phương trình thứ nhất là trừ 5x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Phương trình thứ hai là x bình phương trừ 5x cộng 4 bằng 0. Phương trình thứ ba là 2010x bình cộng 2011 nhân x cộng 1 bằng 0. Và phương trình cuối cùng là x bình phương trừ 49x trừ 50 bằng 0. Như vậy thì để tính nhẩm nghiệm của các phương trình này thì chúng ta phải xét xem mối quan hệ giữa ba hệ số A, B, C có gì đặc biệt không. Chúng ta vào ví dụ A. Xét phương trình trừ 5x bình phương cộng 3x cộng 2 bằng 0. Ở đây ta có A bằng âm 5, B bằng 3, C bằng 2. Như vậy ta dễ dàng nhận thấy là A cộng B cộng C sẽ bằng là âm 5 cộng 3 cộng 2 và bằng 0. Như vậy thì rơi vào trường hợp đầu tiên, chắc chắn phương trình 1 của cô sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng 1 và nghiệm thứ hai là x2 bằng C trên A. C là bằng 2, trên A là âm 5 và x2 bằng âm 2/5. Như vậy, tập nghiệm của phương trình 1 sẽ là S bằng âm 2/5, 1. Xét ví dụ 2, phương trình là x bình phương trừ 5x cộng 4 bằng 0. Cô ký hiệu đây là phương trình 2. Phương trình này sẽ có A bằng 1, hệ số B bằng âm 5, hệ số C bằng 4. Như vậy, ta cũng dễ dàng nhận thấy là A cộng B cộng C sẽ bằng 0. Vậy, phương trình 2 sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là 1 và nghiệm còn lại bằng C trên A là bằng 4. Như vậy thì tập nghiệm của phương trình 2 là S bằng 1, 4. Chúng ta cùng nhau xét ví dụ 3. Xét phương trình là 2010 nhân x bình cộng 2011x cộng 1 bằng 0. Cô đặt đây là phương trình số 3. Ở đây A bằng 2010, B bằng 2011 và C bằng 1. Chúng ta thử A cộng B cộng C không bằng 0 rồi. Như vậy ta thử trường hợp thứ 2. A trừ B cộng C sẽ bằng là 2010 trừ 2011 và cộng 1. Vậy chúng ta dễ dàng tính ra được là A trừ B cộng C bằng 0. Như vậy thì áp dụng nhẩm nghiệm, chúng ta sẽ có là phương trình 3 sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất chắc chắn là x1 bằng âm 1 và nghiệm thứ hai là x2 bằng trừ C trên A bằng trừ 1 phần 2010. Như vậy, tập nghiệm của phương trình số 3 sẽ là S bằng trừ 1 và trừ 1 phần 2010. Chúng ta cùng nhau xét ví dụ cuối cùng. Phương trình là x bình phương trừ 49x trừ 50 bằng 0. Cục ký hiệu đây là phương trình số 4. Chúng ta dễ dàng nhận thấy là hệ số A bằng 1, B bằng trừ 49 và C bằng trừ 50. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được là A trừ B cộng C sẽ bằng là 1 này, trừ đi trừ 49 cộng với âm 50 và nhẩm được là bằng 0. Như vậy thì áp dụng phương pháp nhẩm nghiệm, phương trình 4 sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng âm 1 và nghiệm thứ hai x2 bằng trừ C trên A. Trừ C trên A như vậy bằng 50 phần 1 và bằng 50.
Như vậy thì tập nghiệm của phương trình số 4 sẽ là S bằng trừ 1 và 50. Ngoài ứng dụng nhẩm nghiệm thì chúng ta còn một ứng dụng nữa của định lý VS, đó là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó sẽ là nghiệm của phương trình x bình phương trừ SX cộng P bằng 0. Và chúng ta có điều kiện là phương trình này sẽ có nghiệm khi là S bình phương trừ 4P lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta sẽ vận dụng ứng dụng để làm bài tập. Ví dụ, tìm hai số biết tổng của chúng bằng 7 và tích của chúng bằng 12. Và ví dụ B, tìm hai số biết tổng của chúng bằng 2 và tích của chúng bằng 9. Chúng ta xét ví dụ đầu tiên. Ta sẽ có tổng là S bằng 7 và tích là P bằng 12. Như vậy, ở đây chúng ta có thể nhẩm được là S bình phương trừ 4P thì lớn hơn 0. Vậy, hai số đã cho là nghiệm của phương trình có dạng là X bình trừ SX cộng P bằng 0. Thay số X bình phương trừ 7X cộng 12 bằng 0. Chúng ta tính được delta bằng 1 lớn hơn 0. Như vậy thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng 4 và x2 bằng 3. Vậy hai số cần tìm là 3 và 4. Chúng ta cùng thử lại. 3 cộng 4 bằng 7. 3 nhân 4 bằng 12. Chúng ta cùng xét ví dụ 2 là tìm hai số khi biết tổng là S bằng 2 và tích của hai số là P bằng 9. Như vậy, ở đây chúng ta kiểm tra S bình phương trừ 4P sẽ bằng là âm 32 nhỏ hơn 0. Vậy thì chúng ta có thể kết luận là không có hai số nào thỏa mãn yêu cầu đề bài. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta vẫn làm bình thường như ở ví dụ A, là hai số đã cho sẽ là nghiệm của phương trình có dạng là x bình phương trừ SX cộng P bằng 0. Chúng ta thay S và P vào đây, được phương trình là x bình phương trừ 2X cộng 9 bằng 0. Và ta tính được delta phẩy bằng âm 8 nhỏ hơn 0. Như vậy thì cái phương trình này vô nghiệm. Khi phương trình vô nghiệm thì chúng ta cũng kết luận là không có hai số nào thỏa mãn yêu cầu đề bài là S bằng 2 và P bằng 9. Như vậy thì qua bài học ngày hôm nay, cô và các con đã cùng tìm hiểu về mối quan hệ giữa hệ số với các nghiệm của phương trình bậc 2, cũng như vận dụng định lý VS vào ứng dụng là nhẩm nghiệm và tìm hai số khi biết tổng và tích của hai số đó. Các con hãy làm cho cô bài tập dạng 1, sách bài tập toán 9 quyển 2, bài tập về nhẩm nghiệm, và bài tập dạng 2, bài tập về tìm hai số khi biết tổng và tích. Chúc các con có một tuần tự học vui vẻ và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở các bài học tiếp theo.